Yên Phương, Việt TV xin kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2019. Việt TV đang có mặt trước Đại sứ quán Đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hoa Thành Đốm để gửi đến quý vị một vài hình ảnh trong cuộc biểu tình nhân tưởng niệm 44 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Cuộc biểu tình có khá đông các cộng đồng từ khắp nơi đã tề tựu tại công viên Sheridan đối diện Đại sứ quán với rừng cờ vàng Việt Nam Cộng hòa và cờ Mỹ, bày tỏ sự phản đối sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc biểu tình ngày hôm nay do cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland, Virginia tổ chức muốn nói lên cho cộng sản thấy rằng 44 năm qua dầu cộng sản đã chiếm hết tất cả đất nước Việt Nam nhưng mà sự chống đối vẫn còn, không phải ở hải ngoại này không mà luôn cả trong nước nữa. Những tiếng nói lương tâm mà chúng ta thấy cộng sản đang bỏ tù đó, những tiếng nói lương tâm nó cần phải được nghe. Tất cả những cái gì mà cộng sản đang làm hiện nay đó để mà che đậy sự bán nước, sự mà tuân phục Bắc phương Trung Cộng đó, chúng ta thấy rằng là phải chấm dứt, là sớm chấm dứt. Cuộc biểu tình hôm nay đòi hỏi cái quyền của người dân được nói lên tiếng nói của mình, quyền của tôn giáo phải được đưa lên cái tín ngưỡng của mình để cho người khác nhận thấy rằng là không có cái gì bị ràng buộc, không có gì bị gò bó cả. Đó là những mục đích của ngày hôm nay và muốn cho thế giới thấy rằng là cái chế độ ở Việt Nam cần phải được thay đổi. Tại vì cái cấp lãnh đạo hiện giờ ở Việt Nam đó, nó gần khói chung rồi, thành thử ra phải có một cuộc bầu cử trong sáng, trong sạch để cho toàn dân đạt được những cái gì ước muốn cho một đất nước hoàn toàn tự do, nhân quyền và tiến bộ. Đã 44 năm rồi, chúng tôi thấy nước Việt Nam mình đau khổ quá nhiều rồi. Hy vọng là Đảng Cộng sản bây giờ họ tỉnh thức, họ biết là đảng của họ không có khá được, không có giúp được cái gì cho xã hội, nhất là nước Việt Nam. Nước Việt Nam dân mình đau khổ quá nhiều rồi. Thành ra chúng tôi hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh thức để mà làm nên một cuộc bầu cử chung của toàn quốc để đưa lên một người lãnh đạo tốt. Thứ nhất là giúp cho dân chúng được vui vẻ, sung túc. Và thứ hai nữa là chống lại cộng sản xâm nhập, nhất là Trung Cộng. Đúng 1 giờ trưa là nghi thức chào quốc kỳ Mỹ, Việt và phút mặc niệm. Mình phải tiếp tục đấu tranh để xin cho cái tự do, cho dân chủ, cho những người Việt Nam vẫn còn ở bên Việt Nam. Chúng ta đòi hỏi đất nước phải trả lại cho người dân hoàn toàn có được nhân quyền, có được tự do. Ngày tàn cộng sản không còn xa nữa, nhưng tên đầu sò, những tên bán nước cầu vinh đã từ từ ra đi. Đến một ngày nào đó thì quý vị cũng âm thầm bị dân chúng đuổi ra khỏi nước. Một ngày nào đây Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại, đó là cái điều mong mỏi của tất cả mọi người. Chỉ có Việt Nam Cộng Hòa trở lại, chúng ta mới mang về thật sự một cái nền tự do dân chủ phú cường cho dân tộc Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi người Cộng sản hãy đứng lên chống lại Đảng Cộng sản, chống lại chế độ Cộng sản, giành lại tự do độc lập cho Việt Nam. Chúng ta đã mất nước 44 năm và cái chế độ Cộng sản đã cai trị rất là tàn ác, dân rất là khổ. Và cái thảm họa kế tới nữa là cái triển vọng mình có thể mất nước với tay Trung Cộng. Và cái lý do đó, cái đồng bào hải ngoại chúng ta phải tiếp tục tranh đấu. Thứ nhất là kêu gọi những cái người mà trong cái Đảng Cộng sản hiểu rằng cái bộ chính trị của Đảng Cộng sản đã lợi dụng đảng những người đó, nó lợi dụng dân chúng để mà nó ngồi lên đầu lên cổ và nó lợi dụng tất cả cái đó để nó bán nước. Thành thử ra chúng ta phải có mặt ở đây. Thứ nhất là chúng ta tranh đấu. Thứ hai chúng ta thức tỉnh những người này để cho họ cũng tranh đấu như chúng ta. Tình hình thế giới đã chuyển mình. Cộng sản, nhất là xã hội chủ nghĩa sẽ không còn tồn tại ở trên đất nước thế giới tự do này. Đảng Cộng sản Việt Nam của các anh đã hô hào và tiến hành một cuộc chiến tranh gọi là để đuổi Mỹ, để cứu nước. Kết quả là cái gì? Là đuổi Mỹ, rước tàu và nay lại cầu cạnh đón Mỹ trở lại. Đoàn biểu tình đi vòng quanh và kết thúc trước Đại sứ quán Cộng sản với các khẩu hiệu đã đảo Cộng sản, tự do cho Việt Nam, Cộng sản hèn với giặc, ác với dân.
Cuộc biểu tình kết thúc trong sự ôn hòa vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày. Người Việt quốc gia tại hải ngoại 44 năm liên tiếp, năm nào vào dịp ngày quốc hận đều biểu tình để tố cáo tội ác cộng sản và mong ước đòi hỏi cơm no ấm, công bằng xã hội và dân chủ tự do cho Việt Nam. Tôi đã theo gót những bậc đàn anh đấu tranh trong hơn 40 năm qua và tôi còn tiếp tục theo dõi những bước đấu tranh đó tới lúc nào mà cuộc đấu tranh của người Việt quốc gia hải ngoại thành công. Mong ước của chúng tôi là đồng bào trong quốc nội vùng dậy để lật đổ bạo quyền cộng sản và đồng bào hải ngoại sẽ nỗ lực yểm trợ để cuộc đấu tranh thành công. Thì đó là lý do tôi vẫn còn tiếp tục tới ngày nào tôi không còn làm được nữa. Thưa chú vừa nhắc tới mọi người ở còn đang trong quốc nội, thì chú thấy hiện nay cái tình trạng Việt Nam mình trong quốc nội như thế nào ? Theo tin tức của tôi thì tinh thần của người dân quốc nội đang lên cao, nhưng bạo quyền cộng sản Hà Nội nỗ lực đàn áp, lực lượng Tàu Cộng cũng tiếp tục đàn áp và bí mật đóng vai công an của Việt Cộng để đàn áp người dân Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, một chính quyền nào không thể đàn áp người dân của họ? Và khi nguyện vọng của người dân và ý nguyện của người dân là đúng, và ý nguyện của người dân Việt Nam là bằng mọi cách đem lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, cái ý nguyện đó chỉ có thể đạt thành được khi nào Đảng Cộng sản Việt Nam không còn nữa. Vì vậy, cuộc đấu tranh đó vẫn sẽ còn tiếp tục. Thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh trong cuộc biểu tình để tưởng niệm 44 năm ngày quốc hận 30 tháng 4. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Yến Phương tường trình từ thủ đô Hoa Thành Đốn.